Ở đây ai hay suy nghĩ quá nhiều thì đây là những tác hại của việc suy nghĩ quá nhiều và 5 cách để vượt qua cái việc suy nghĩ quá nhiều các bạn nhé. Suy nghĩ quá nhiều thì ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thứ nhất, nó gây cho bạn lo lắng căng thẳng kéo dài và nếu để lâu ngày thì sẽ dẫn đến trầm cảm. Thứ hai là gây cho bạn mất ngủ, ngủ không sâu giấc và khó vào giấc ngủ do cứ suy nghĩ luẩn quẩn loanh quanh. Và thứ ba, làm giảm khả năng tập trung làm việc hay là học tập của bạn. Suy nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, làm cho bạn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Thứ hai nữa là cơ thể nó cảm giác mệt mỏi và uể oải. Và thứ ba là giảm khả năng miễn dịch, bạn hay bị ốm vặt mà dễ mắc những cái bệnh khác. Đây là 5 giải pháp dành cho những người suy nghĩ quá nhiều. Thứ nhất là bạn cần thư giãn, tập trung vào giây phút hiện tại bằng cách tĩnh tâm, thư giãn 5 đến 10 phút và ngày có thể làm 2 đến 3 lần. Bạn tập trung vào hơi thở, tập trung vào giây phút hiện tại mà ta chỉ quan sát những cái gì suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, không phán xét. Thứ hai là bạn có thể là bắt tay vào hành động ngay, có thể làm những việc nhỏ và dễ thực hiện. Thứ ba là bạn hãy chia sẻ cho người thân, bạn bè những cái suy nghĩ hay những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thứ tư là bạn có thể ghi lại những cái suy nghĩ của mình vào nhật ký để sau đó bạn có thể đọc lại. Và cuối cùng là bạn nên tự hỏi mình rằng suy nghĩ này có liên quan gì đến mình không? Có quan trọng không và có đáng để bạn suy nghĩ hay không?